Con ăn chay niệm Phật tụng kinh hàng ngày, nhưng các con thì mở nhà hàng ăn uống, mở nhà hàng ăn uống ít nhiều vẫn sát sinh. Vậy con hàng ngày vẫn tụng kinh Địa Tạng sám hối, và một tháng từ 1 đến 2 lần con mua cua, tôm, cá, ốc về phóng sinh hồi hướng cho các con có được tiêu nghiệp không ạ? À? A Di Đà Phật. Theo các Phật tử, chúng ta có được tiêu nghiệp không? Mình tiêu cho bản thân mình thôi, còn tiêu cho con cái thì hơi khó đấy. À, thế chẳng khác gì bây giờ có một người, ví dụ nhé, có một con quỷ, nó đến, nó bảo là gì? Này, gia đình ông bà sống nhiều người, 5, 6, 7 người như thế, nhiều người quá. Thôi cho tôi một đứa đi, để tôi sẽ cho ông bà được gì? Vinh hoa giàu có. Thì có khi bảo là ừ thì thôi cho nó một đứa, mình 4, 5 đứa con cho nó một đứa. Thì hỏi quỷ lấy con tôi để làm gì? Bảo tôi đem về để tôi dạy bảo cho nó gì? Thành thần, thành tiên chẳng hạn, vân vân. Chúng ta tin tưởng như thế, cho nó một đứa. Thế là nó cho thì nó cho chúng ta một túi vàng chẳng hạn, 1 kg vàng vân vân chẳng hạn, kiếm một có chút tiền mua miếng đất xây ngôi nhà hoành tráng ở. Vài bữa nữa nó là đến nó bảo thôi bà vẫn còn gì 4 đứa con cho tôi một đứa đi, tôi lại cho bà tiền, lại cho họ. Vài bữa nữa này nó lại đến nó bảo cho tôi đứa nữa đi, cho bà tiền, còn 2 đứa. Mấy bữa nữa là đến nó bảo cho tôi đứa nữa đi, lại nó lại cho tiền, còn 1 đứa. Vài bữa nữa là đến nó còn 1 đứa, nó bảo thế cho tôi nốt đứa đi, muốn bao tiền là tôi cho. Thì lúc đó chủ nhà mới hỏi rằng thế thì ông cho chúng tôi tiền rất là nhiều, ông lấy những đứa con chúng tôi đi dạy bảo nó thành thánh, thành hiền, thành tiên, thành Phật vân vân gì đó. Nhưng nay những đứa con của tôi cho ông đem đi, có đứa nào thành hiền, thành thánh, thành tiên, thành Phật chưa? Nó bảo là những đứa con của ông bà nó dốt lắm, nó ngu lắm, dạy mãi nó chả thành người, tôi đem giết bỏ hết rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy tiền bạc, nhà cửa, vân vân, nó có đổi lại được với tính mạng của con cái mình không? Bây giờ còn 1 đứa duy nhất nữa, nó đòi là cho tôi thì muốn cái gì, bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Chúng ta có cho không? Không. Vậy chúng ta chỉ biết giữ gì? Biết giữ cái gì của mình thôi à? Thế còn những loại chúng sinh khác, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt, thậm chí là con gì, con trùng, con kiến, nó cũng có gì? Có mạng sống, nó có tình thương, nó có gia đình. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con chó nó không gì, nó không có tình yêu. Con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, con chim trên trời, con cá bơi dưới nước, nó không có gia đình các quý vị. Chúng ta nghe thì cái từ dân tộc chúng ta ngày xưa, câu ca dao tục ngữ chúng ta có câu nói gì? Cá chuối chết đuối vì con bao giờ chưa? Nghe chưa? Chúng ta thấy vì sao mà cá chuối chết đuối vì con? Vì khi con cá chuối mẹ, con cá chuối bố, đôi vợ chồng nó sống rất chung thủy nhé. Đôi vợ chồng hai con cá bố cá mẹ đó sinh con ra thì cả cá bố cá mẹ đều bảo vệ đàn con nhỏ, mà họ gọi là cái đàn gì? Rồng rồng đó. Nó bé mà nó bé tí tí như que tăm, nó bơi sát với nhau, nó như đi với nhau như là người ta gọi là rồng rồng, tức là con của con cá chuối. Cá quả đó, cá quả cái chuối đó. Nó bảo vệ con nó rất là gì? Là tốt. Nếu không có bố mẹ, cá bố cá mẹ thì những con cá con cái là mồi cỏ cho gì? Những loài thủy tộc khác. Cho nên đàn cá con bơi ra đến đâu thì cá mẹ phải đi đến đó. Thậm chí là biết là nơi đó gì? Có lưới gì? Cái lưới của người ta giăng rồi, bình thường ra nó chắc chắn sẽ không đâm vào lưới. Nhưng mà vì đàn con nó bơi sang bên kia rồi,
Cho nên cả bố cả mẹ bắt buộc phải đi theo để bảo vệ đàn con, cho nên biết rằng mình vào đó sẽ bị mắc lưới, nhưng vẫn cứ cố xem may mắn mình thoát qua cái lưới đó để bảo vệ đàn con. Vì đàn con nó đi sang xa bên kia rồi, cả bố cả mẹ không theo thì đàn con sẽ bị loại cá khác, thủy tộc khác ăn chết hết. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, hoặc nhảy qua, không qua được thì là bơi qua, biết là có thể mình sẽ chết. Nhưng vì bảo vệ con cái, cá chuối bố, cá chuối mẹ vẫn gì? Vẫn đi qua. Cho nên đôi khi là vì mắc lưới và chết, vì đàn con là như thế. Chúng ta con người chúng ta cũng thế thôi, sẵn sàng hy sinh gì? Những cái điều tốt đẹp nhất cho con, cho cái. Sẵn sàng, chỉ mong là con thành người, con đã tốt lên thôi. À, cái gì chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh và đánh đổi tất cả, thậm chí là mạng sống của mình, chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh để đánh đổi, miễn là cho con cái tốt nhất. Đấy, chúng ta muốn như thế, muốn cho gia đình như thế, thì tại sao chúng ta lại gì? Lại đối xử với các mạng sống của các loài sinh linh nhỏ bé, kém phúc, kém sức mạnh khác một cách tàn nhẫn như thế các quý vị? Cho nên Phật mới khuyên các đệ tử, Phật tử xuất gia tại gia là Phật là gì? Không nên sát sinh. Chứ không phải là Phật gì? Phật bảo chúng ta là không được sát sinh. Phật cấm chúng ta là gì? Phật khuyên chúng ta không nên sát sinh. Còn người xuất gia như các quý thầy là Phật cấm hẳn. Còn Phật tử tại gia là Phật gì? Nếu chỉ mới tam quy, chưa thọ ngũ giới, thì Phật chỉ là gì? Khuyên là không nên sát sinh. Khi thọ ngũ giới thì mới là cấm không được sát sinh. À, còn mới tam quy thì là không nên sát sinh, tức là chúng ta tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nghề nghiệp ở trên thế gian nó có gì? Trăm ngàn vạn ức ký nghệ cơ mà. Rất nhiều gia đình họ không làm nghề bán phở, làm nghề mổ lợn, giết gà, họ vẫn giàu có, vẫn sung túc đó thế. Tại sao chúng ta cứ phải đâm đầu vào cái việc đó? Nhưng thôi, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Như Phật tử hỏi câu hỏi này, thôi thì Phật tử nó ăn chay tụng kinh niệm Phật, nhưng con cái nó là gì? Làm nghề bán hàng ăn liên quan đến sát sinh nhiều ít. Thì bây giờ Phật tử này hỏi rằng, con tụng kinh hồi hướng có tiêu nghiệp được cho con cái không? Thầy xin trả lời thẳng luôn là gì? No. Nâu là gì? Chắc chắn là không. Vì chỉ bao giờ con cái chúng ta hiểu được cái việc đó, nó dừng cái việc ác đó lại, và nó cùng ăn năn, sám hối và hối cải, thay đổi nghề nghiệp, và chúng ta đem tụng kinh niệm Phật, phóng sinh hồi hướng, thì nó mới gì? Nó mới có cái sự tương ứng, có cái cộng nghiệp chung với nhau, thiện nghiệp chung với nhau, thì nó mới tiêu nghiệp được. Còn bây giờ mình nói nó có tin đâu? Mình nói là bà vơ vơ vẩn vẩn, càng đi chùa là càng mê. Đâu chưa biết ai mê? Không biết ai mê. Đúng không? Thực tế là gì? Mình đang mê, mình đang làm việc ác liên quan đến nhân quả, liên quan việc sát sinh, gieo nhân nào gặt quả đó. Nhưng bây giờ vì mải mê kiếm tiền cho nên nó không nhận ra, nó mới là người đang mê. Mình là người đã thoát khỏi cái mê đó rồi, nhưng mình nói nó đâu có nghe mình, mà nó bảo là bà cứ mê mờ mê muội, càng tu càng đi chùa lại càng gì, càng mê, mê tín dị đoan. Đau chưa? Đau lắm chứ, nhưng mà thôi biết làm sao được, nó là con mình mà, chẳng nhớ đánh nó, chẳng nhớ chửi nó, chẳng nhớ đuổi nó. Mà bây giờ có khi nó tha đuổi mình ấy thì tốt đấy. Nó đuổi mình có cái mình chả làm được gì. Ngày xưa nó trẻ, nó còn bé, mình có thể chửi để mắng nó, đuổi nó, nó còn sợ. Bây giờ nó lớn rồi, nó có vợ có con, nó có gia đình rồi, nó làm ra tiền rồi, mình đuổi nó có khi nó càng vui. Gặp đứa con bất hiếu đuổi nó càng vui các quý vị. Đuổi nó càng gì? Lấy cớ là đấy nhá, ông bà đuổi tôi nhá, từ giờ trở đi á, làm sao ốm đau bệnh tật, đừng có bao giờ mà réo tên tôi, đừng có bao giờ bước cửa sang nhà tôi. Thôi, đứa con bất hiếu nó thế đấy. Có không? Đảm bảo với các vị cũng có luôn. Vì lúc bố mẹ già là cái lúc gì?
Bố mẹ già là cái lúc bố mẹ hay ốm đau bệnh tật, mà ốm đau bệnh tật thì phải đi gì? Đi viện, đi bác sĩ. Và phải mất rất nhiều tiền để đi viện, đi bác sĩ để mua thuốc. Không chỉ mất tiền, mất thời gian, mà còn phải chăm gì? Chăm sóc. Cho nên nhiều những đứa con bất hiếu nó chỉ mong cho gì? Bố mẹ đuổi nó để cho nó gì? Nó lấy cớ nó gì? Từ mặt bố mẹ mà thôi. Để nó không mang cái tiếng gì? Bất hiếu với đời. Bất hiếu với bạn bè, với hàng xóm, láng giềng, với họ hàng. Nó bảo thì có gì? Nó nói là bố mẹ con đuổi con đấy chứ. Đấy, nhưng thực tế gì? Nó kiếm cớ để cho chúng ta gì? Chửi nó, đuổi nó. Ngày xưa nó còn bé. Còn bé gì? Mới có 1-2 tuổi mình đuổi sao nó không đi? Bén nó đi. Đuổi cửa trước nó chạy cửa sau, đuổi trên nhà nó chạy xuống bếp, nó chén no bụng nó lên, nó cười toe toét với mình, đúng không? Nhưng bây giờ thì nó gì, nó lớn lên nó làm ra tiền rồi, nó tìm cách để nó cho mình đuổi nó, để nó gì, nó không phải nuôi bố mẹ. Giống như cái vở kịch, hài kịch là gì? Nỗi đau lòng mẹ. Các vị nghe chưa? Có ai nghe cái vở kịch Nỗi đau lòng mẹ chưa? Có ông Trần ấy, chia nhau nuôi mẹ ấy. Đó, khổ lắm. Thôi, bây giờ thì thôi, tôi cũng có cái thầy cũng có lời khuyên các Phật tử chúng ta. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Ai khuyên con cháu được thì khuyên, còn không khuyên được thì thôi cứ tùy duyên. Chúng ta cứ hướng tâm để mà tu thôi. Cùng ở một nhà, nhưng ai gây nghiệp thì người đó phải trả quả. Chứ nó tạo nghiệp mà chúng ta thì không tạo nghiệp thì cũng không có phải sợ đâu. Chúng ta cứ gì tu tâm dưỡng tính cho tốt, để cho gia đình được gì được trên dưới hòa thuận thì thôi, mình tu mình cứ tu, còn việc nó làm việc mình làm, việc mình tu việc nó làm, tùy duyên đi. Còn chúng ta cứ tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho nó được đến đâu thì quý đến đấy. Chứ còn bảo tiêu nghiệp thì để khẳng định với các quý vị là khó đấy, không thể tiêu được đâu. Đó.